Ralf Rangnick chính thức làm huấn luyện viên tạm quyền Manchester United. Tối ngày 29 tháng 11, câu lạc bộ Manchester United thông báo họ đã bổ nhiệm ông Ralf Rangnick làm huấn luyện viên tạm quyền cho đến hết mùa giải. Thông tin này đã được báo chí Anh đăng tải từ nhiều ngày trước nhưng tới nay, Manchester United mới xác nhận chính thức. Hiện tại, chiến lược gia người Đức sẽ cần thêm thời gian để hoàn tất giấy tờ lao động ở Anh. Như vậy Michael Carrick sẽ tiếp tục quản lý Manchester United trong thời gian này. Ông Rangnick sẽ làm huấn luyện viên tạm quyền của Quỷ Đỏ cho đến hết mùa giải 2021-2022. Sau đó, ông sẽ làm công tác cố vấn trong 2 năm tiếp theo. Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, chiến lược gia 63 tuổi chia sẻ: "Tôi rất háo hức khi được gia nhập Manchester United và sẽ tập trung để mang về một mùa giải thành công. Đội hình hiện tại có nhiều tài năng và sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Công việc của tôi trong 6 tháng tới là giúp những cầu thủ này phát huy tiềm năng của cá nhân và đặc biệt nhất là của một tập thể." Trong quá khứ, ông Ralf Rangnick từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ như Scott, Leipzig. Ông được xem là người phát triển lối chơi Jürgen Klopp trứ danh, giúp các câu lạc bộ giành lại quyền kiểm soát bóng nhanh nhất có thể sau khi mất banh. Nhiều người xem ông như là người thầy đã tạo nên ảnh hưởng đến những huấn luyện viên nổi tiếng hiện nay như Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann. Ông Ralf Rangnick, 63 tuổi, có kinh nghiệm gần 40 năm làm huấn luyện viên và từng dẫn dắt Scott 04 đoạt vị trí Á quân ở giải vô địch Đức mùa giải 2004-2005. Đáng chú ý, trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, ông chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng nào ở ngoài nước Đức. Cách đây mấy ngày, Manchester United đã sa thải huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sau trận thua Watford 1-4 ở giải ngoại hạng Anh. Sau cuộc họp mới đây, ban lãnh đạo Manchester United quyết định sẽ tìm kiếm một người quản lý tạm thời trước khi chọn huấn luyện viên dài hạn vào mùa hè này.